Ảnh Đế và Nữ Tống Tài, tập 6. Lý Đạch Lâm đánh đo một hồi, cuối cùng vẫn hỏi Hiểu Minh về thân phận người phụ nữ tên Nhã Đan bên cạnh Du Bắc Quân kia. Ban đầu Hiểu Minh có hơi ngạc nhiên khi Lý Đạch Lâm biết tới Nhã Đan, song vẫn nhiệt tình giúp đỡ tìm kiếm thông tin của cô ta gửi cho cậu. Tuy nhiên Hiểu Minh vẫn không quên nhắc nhở. Gia thế của Nhã Đan rất bí ẩn, cô ta không phải người bình thường. Nếu cậu có ý định cùng cô ta đối đầu thì phải cẩn thận một chút, đừng tự mình làm hại mình. Lý Đạch Lâm nghe vậy chỉ mỉm cười nói cảm ơn. Cầm tài liệu về Nhã Đan trong tay, cậu đọc qua một lượt. Cuối cùng, Lý Đạch Lâm cũng không để có ý định để Yên Vân Hạ biết, tránh cho cô thêm phiền lòng. Lý Đạch Lâm có trong tay phương thức liên lạc của Nhã Đan, tuy nhiên cũng không vội tra hỏi. Cậu cẩn thận xem xét thông tin về cô ta một lượt, nắm đủ điểm mạnh, điểm yếu của Nhã Đan rồi mới quyết định tìm cô ta nói chuyện. Lý Đạch Lâm chủ động gọi điện thoại cho Nhã Đan rất nhanh, đầu dây bên kia đã được kết nối. Nhã Đan có chút uể oải lên tiếng: "Xin chào, cho hỏi là ai gọi tới vậy ạ?" Tư liệu vốn giới thiệu Nhã Đan là người có thế lực nhưng tính tình trước đây vẫn rất tốt. Ngoài trừ việc cô ta là người của Du Bắc Quân ra thì Lý Trạch Lâm cảm thấy con người Nhã Đan không tệ. Có điều chỉ cần là kẻ khiến Yên Minh Hạ tổn thương tốt tới mấy thì Lý Trạch Lâm cũng sẽ không bỏ qua. Cậu nhếch khóe môi, khuôn mặt tuấn tú càng thêm lạnh. Lý Trạch Lâm chậm rãi lên tiếng: "Chào chị Nhã Đan, tôi là Lý Trạch Lâm." Nhã Đan đi theo Du Bắc Quân lâu như vậy, đương nhiên biết tới Lý Trạch Lâm. Hơn nữa chuyện lần trước Du Bắc Quân vì Yên Minh Hạ mà làm khó Lý Trạch Lâm, cô ta cũng đều nghe cả rồi. Có điều việc Nhã Đan không ngờ tới nhất lại là Lý Trạch Lâm chủ động tìm mình. Cô ta nghi hoặc hỏi: "Sao cậu lại có số điện thoại của tôi? Chuyện này có quan trọng lắm không?" Lý Trạch Lâm cười cười, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của Nhã Đan. Cậu trầm ngâm một lúc, sau đó nhanh chóng vào luôn vấn đề: "Thật ra tôi liên lạc với chị vốn là muốn cùng chị hợp tác một chút. Chị làm người đại diện cho Du Bắc Quân lâu như vậy, hẳn là chị biết rất nhiều bí mật của hắn ta. Vậy tại sao chị không thử cùng tôi kết hợp một lần, khiến cho Du Bắc Quân không ngóc đầu lên được chứ?" Nhã Đan biết Lý Đạch Lâm cùng Du Bắc Quân có bất đồng, nhưng không nghĩ lại lớn như vậy. Hơn nữa cho dù hiện tại cô hận Du Bắc Quân, nhưng cô cũng không nỡ hãm hại hắn. Một phần vì vẫn còn tình cảm, một phần vì Du Bắc Quân của hiện tại cũng có công cô ta đào tạo mà ra. Đương nhiên Nhã Đan sẽ không nỡ phá hoại thành cả của bản thân mình. Cô ta không suy nghĩ nhiều, lập tức từ chối yêu cầu của Lý Trạch Lâm. "Xin lỗi cậu, chuyện hợp tác này tôi không có hứng thú. Có lẽ cậu tìm nhầm người rồi. Tôi sẽ không phản bội Du Bắc Quân." Lý Trạch Lâm cũng đã ngờ nghĩ tới việc Nhã Đan sẽ từ chối nên không có gì bất ngờ. Dù sao thì cũng chẳng có người phụ nữ nào muốn công khai cha của con mình là một kẻ tồi tệ cả. Lý Trạch Lâm vẫn giữ thái độ ung dung hỏi lại: "Nhã Đan, lẽ nào chị không muốn đòi lại công bằng cho bản thân mình sao?" Nhã Đan có chút không thoải mái, giống như Lý Trạch Lâm hình như đã biết rất nhiều chuyện. Cô ta bình thường được mệnh danh là người đại diện vàng, luôn đi trước đón đầu. Nhưng hiện tại ở trước mặt Lý Trạch Lâm, Nhã Đan lại hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát. Cô ta không thể đoán được suy nghĩ của Lý Trạch Lâm, càng không thể biết được mục đích của cậu là gì. Nhã Đan siết chặt điện thoại trong tay, nhíu mày đáp: "Lý Trạch Lâm, rốt cuộc ý của cậu là gì?" Lý Trạch Lâm trầm thấp cười, tiếng cười lọt vào trong tai Nhã Đan khiến cho cô ta không khỏi rùng mình. Lý Trạch Lâm không nhanh không chậm trả lời: "Thử cho tôi nói thẳng, chuyện của chị và Du Bắc Quân tôi đã biết cả rồi. Một người đàn ông mà bắt ép bạn gái của mình phá thai thì đúng là hèn hạ thật đấy. Nhã Đan, hợp tác với tôi đi, tôi sẽ giúp chị bảo vệ an toàn cho đứa trẻ." "Chị thử nghĩ xem, một người thâm hiểm như Du Bắc Quân sẽ bỏ qua cho chị nếu chị giữ lại đứa trẻ sao?" Quả nhiên lời nói của Lý Trạch Lâm khiến Nhã Đan chấn động. Chưa kể cậu vừa nói xong thì điện thoại Nhã Đan cũng nhận được tin nhắn đính kèm đoạn video cô cùng Du Bắc Quân trò chuyện ở hành lang hôm đó. Cô ta quá thực bị dọa cho một phen kinh hồn bạt vía. Có điều Nhã Đan cũng là người kiểm soát cảm xúc rất tốt. Cô ta biết Lý Trạch Lâm đây là muốn ra đòn phủ đầu mình, nhưng những lời cầu hỏi nói không hề sai. Du Bắc Quân vốn là kẻ sẵn sàng bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, Lý Trạch Lâm vốn chỉ là một diễn viên trẻ, chưa có tiếng tăm, làm sao đủ thế lực để bảo vệ cho cô ta đây? Thấy Nhã Đan có vẻ chưa tin, Lý Trạch Lâm lại tiếp tục: "Chị yên tâm đi, tôi đều đã chuẩn bị cho chị cả rồi. Vé máy bay tới Mỹ, chỉ cần xong việc tôi liền giúp chị bình an tới đó, không để Du Bắc Quân tìm được chị đâu." "Rốt cuộc thân phận thật sự của cậu là gì thế?" Nhã Đan khó tin lên tiếng.
Xét về thân phận, rõ ràng hồ sơ ghi Đức Lâm là người không có bối cảnh. Xét về địa vị trong giới, cậu cũng chỉ mới vào nghề chưa tới một năm, Nhã Đan có chút hoảng sợ. Tiền cô ta đương nhiên không thiếu, nhưng gia tộc cô ta vốn nề nếp gia giáo, đương nhiên sẽ không chấp nhận chuyện cô ta chưa chồng mà có con. Nhã Đan quả thực cần có người bảo vệ. Đánh đau một hồi, cuối cùng cô ta cũng lên tiếng. Chuyện này nó có điện thoại không tiện, chúng ta tốt nhất vẫn nên gặp mặt đi. Lý Trạch Lâm tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Hai người hẹn tại một quán cà phê. Khi vừa nhìn thấy Lý Trạch Lâm, Nhã Đan có chút bất ngờ. Không ngờ cậu còn trẻ mà đã có khí thế áp bức người như vậy. Nhã Đan đặt túi xách sang một bên rồi cẩn thận ngồi xuống. Một lúc sau, Nhã Đan mới bắt đầu nói. Tôi được công ty giao phụ cho phụ trách Du Bắc Quân ngay sau khi hắn đạt được danh hiệu ảnh đế đầu tiên. Lúc đó, Du Bắc Quân vẫn còn đang hẹn hò với Yên Minh Hạ, nhưng hắn ta vốn là người có tham vọng. Vừa biết gia thế tôi, đã ngay lập tức liên hệ muốn tôi giúp đỡ. Nhã Đan nói tới đây, liền thở ra một tiếng. Cô ta cảm thấy lúc đó mình thật sự vô cùng ngốc nghếch. Nhã Đan tiếp tục. Tôi đối với Du Bắc Quân đã có tình cảm từ lâu, nên khi hắn chủ động xuống nước như vậy, tôi liền đồng ý. Du Bắc Quân cũng rất biết điều, ngoại trừ việc công khai mối quan hệ, thì đối với tôi không khác một người bạn trai thâm tình là bao. Hắn ta chính là ở sau lưng Yên Minh Hạ cùng tôi lén lút qua lại như vậy đấy. Nếu Trạch Lâm nghe tới đây thì có chút bất bình tĩnh. Hóa ra Yên Minh Hạ của cậu đã từng bị lừa dối nhiều như vậy, thậm chí tới bây giờ cô vẫn chưa hề biết tới những chuyện này. Nếu Trạch Lâm siết nắm tay thành nắm đấm, ngăn bản thân tức giận mà làm chuyện nông nổi. Nhã Đan mỉm cười bi thương, dù sao cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Cô ta cũng hy vọng có thể gặp được người mình yêu và yêu được người yêu mình. Tất nhiên, có lẽ Du Bắc Quân là một thử nghiệm sai lầm của Nhã Đan. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình hết lòng giúp đỡ cho sự nghiệp của Du Bắc Quân thì hắn ta sẽ suy nghĩ lại mà đồng ý an ổn ở bên tôi. Nhưng Du Bắc Quân quá tệ bạc. Du Bắc Quân ở sau lưng tôi làm rất nhiều chuyện xấu xa, tôi đều giúp hắn ta dọn dẹp. Cho đến khi tôi có thai, chuyện sau đó cậu cũng biết rồi đấy. Nhã Đan chậm rãi nói lại. Lý Đức Lâm khẽ gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi có thể đảm bảo cho mẹ con chị, trong thời gian chị mang thai đến lúc sinh sẽ không ai làm phiền. Có điều tôi cần chị giúp tôi vạch trần bộ mặt thật của Du Bắc Quân, chị có làm được không? Đã tới đây, đương nhiên Nhã Đan cũng suy nghĩ đủ rồi. Chỉ cần đứa nhỏ trong bụng cô được an toàn thì Nhã Đan không ngần ngại gì cả. Phụ nữ là vậy mà, có ai lại không thương con mình đâu. Hơn nữa đứa nhỏ này còn là của cô và Du Bắc Quân nữa. Là nói, Nhã Đan cũng muốn một lần khiến cho Du Bắc Quân có cái nhìn khác về cô ta. Trước đây Nhã Đan có bao nhiêu kiêu ngạo, chỉ vì Du Bắc Quân mà cô ta sẵn sàng rũ bỏ mọi thứ, không danh không phận đi theo hắn ta. Hiện tại đã đến lúc cô ta cho mình công bằng rồi. Nhã Đan chậm rãi đáp, được, tôi sẽ giúp cậu. Hai người cùng nhau sắp xếp kế hoạch đâu ra đó rồi mới rời đi. Nhìn bóng lưng Nhã Đan khuất dần, Lý Trạch Lâm không khỏi đắc ý. Những đau khổ Yên Minh Hạ từng trải qua, cậu sẽ bắt bọn họ từng chút một nếm trải. Ngày bạo phong ra mắt cuối cùng cũng tới. Yên Minh Hạ là nhà đầu tư của bộ phim nên cũng bớt chút thời gian để tới chúc mừng. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của cô là muốn thấy được biểu hiện thành công của Lý Trạch Lâm thôi. Hôm nay Lý Trạch Lâm mặc trên người trang phục quân nhân cũng là bộ đồ cậu sử dụng phần lớn trong phim. Dáng người cao lớn lại càng thêm bắt mắt. Yên Minh Hạ không khỏi cảm thấy tự hào vì người đàn ông của mình. Lúc này Lý Trạch Lâm bước đến bên cạnh cô, mỉm cười nói, biểu hiện của người đàn ông của em hôm nay không tệ chứ. Yên Minh Hạ cũng cười, cô cùng ly rượu trên tay cùng nhẹ vào ly của Lý Trạch Lâm. Yên Minh Hạ nháy mắt với cậu, vô cùng hài lòng, nhưng cũng thu hút nhiều ong bướm quá rồi, thế nào hot sex hôm nay cũng sẽ bùng nổ mất. Vậy em có cảm thấy tự hào không? Lý Trạch Lâm tâm tình không hề tệ, tiếp tục tìm kiếm lời khen từ Yên Minh Hạ. Vốn Yên Minh Hạ trước nay đều chiều chuộng Lý Trạch Lâm, hiện tại trở thành người yêu đối với cậu là càng thêm dịu dàng. Yên Minh Hạ có chút ngượng ngùng, cô cúi xuống nhìn mũi chân của mình, chậm rãi gật đầu khiến cho Lý Trạch Lâm không khỏi bật cười thành tiếng. Ở bên kia, Du Bắc Quân nhìn thấy cảnh hai người cười cười đối nói, ly rượu trên tay đã sớm bị bóp chặt. Chưa bao giờ hắn ta cảm thấy nụ cười của Yên Minh Hạ lại chói mắt như vậy, rực rỡ giống như ánh mặt trời. Hắn ta không hiểu tại sao cô luôn tỏa sáng, luôn là tâm điểm trong khi bản thân mình cố gắng thế nào cũng chật vật không yên. Du Bắc Quân không phủ nhận mình cực kỳ ghen tị với Lý Trạch Lâm, với bất kỳ ai ở gần bên Yên Văn Hạ. Lúc này ở trên mục cao, đạo diễn Trương bỗng nhiên cầm micro lên tiếng. Lời đầu tiên,
cho phép tôi được cảm ơn tất cả bạn bè trong giới, các nhà báo cũng như các bạn khán giả đã tới đây để cùng tôi chia vui trong ngày ra mắt Bạo Phong. Thời gian qua mọi người đã cùng chúng tôi vất vả nhiều rồi. Ở bên dưới, tiếng vỗ tay vang lên rần rần, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy khiến Yên Minh Hạ có chút khó chịu. Lý Đạch Lâm cũng nhận ra vẻ mặt không thoải mái của cô. Có điều kịch thay, cậu chuẩn bị vẫn đang ở phía trước. Nếu bây giờ Yên Minh Hạ rời đi thì lãng phí quá. Hai người ngồi ở phía dưới, lựa chỗ có khăn trải bàn vũ kiếm. Lý Trạch Lâm lén lút nắm lấy tay Yên Minh Hạ trấn an cô. Đừng sợ. Hôm nay bọn họ chỉ muốn lấy tin về bộ phim thị chính. Sẽ không ảnh hưởng tới em đâu. Giọng nói trầm ấm của Lý Trạch Lâm khiến Yên Minh Hạ an tâm hơn rất nhiều. Cô khẽ gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nghe đạo diễn Trương phát biểu. Lúc này cửa phòng hội nghị bỗng nhiên bật mở. Một cô gái toàn thân bịt kín sòng sọc từ bên ngoài chạy vào khiến cho mọi người hết sức bất ngờ. Kỳ lạ thay, không hề có bảo vệ hay bất kỳ ai ngăn cản cô gái cả. Tất nhiên, cô ta chính là Nhã Đan. Đã mất một vòng, ngay khi phát hiện ra vị trí ngồi của Du Bắc Quân, Nhã Đan lập tức tiến tới. Cả hội trường xôn xao, nhưng không ai dám lên tiếng nói to, ngay cả đạo diễn Trương cũng bị bất ngờ mà đứng hình nhìn theo. Nhã Đan bước đến trước mặt Du Bắc Quân, thẳng tay tát một cái thật mạnh lên mặt anh ta, khiến cho Yên Minh Hạc đang ngồi bên cạnh không nói dịch mình. Bất ngờ lắm, đúng không, Bắc Quân? Giọng nói của Nhã Đan bình tĩnh vang lên, kính mắt và khăn che mặt cũng được tháo xuống. Du Bắc Quân gần như hoảng hốt đến nỗi đứng bật dậy. Anh ta nhìn cảnh phóng viên xung quanh đang như hổ đói rình mồi thì đanh thép lên tiếng. Nhã Đan, cô bị điên rồi sao? Cô có biết mình đang làm gì không hả? Giọng nói của Du Bắc Quân vừa lạnh lùng lại vừa run rẩy, giống như là đang sợ hãi. Có điều Nhã Đan đã đi nước đến nước này rồi, cô tất nhiên sẽ chẳng còn e ngại gì cả. Nhã Đan cắn môi cười. Cô ta nắm lấy cổ áo Du Bắc Quân, kiễng chân hôn lên đôi môi còn đang mấp máy kia. Cảnh phóng viên cùng những người xung quanh có mặt gần như chết lặng. Mãi đến khi tỉnh ngộ, bọn họ mới cầm máy ảnh lên, nhảy liên tục như thể có ma nhập. Du Bắc Quân ban đầu còn thất thần, nhưng rất nhanh đã đẩy Nhã Đan ra. Hắn ta khó tin nhìn Nhã Đan, ánh mắt cũng thêm mấy phần căm phẫn. Nhã Đan chỉ cười, cô ta đưa tay lên, chạm vào môi mình, sau đó mới lên tiếng. Bắc Quân, em tới là để tặng quà cho anh mà. Đừng căng thẳng như thế chứ. Nụ cười của Nhã Đan khiến cho Du Bắc Quân không thoải mái. Hơn nữa hành động của cô hôm nay cũng rất kỳ lạ. Du Bắc Quân cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra. Hắn ta lạnh giọng cảnh cáo. Nhã Đan, đừng làm náo loạn nữa. Cô có biết hôm nay là ngày gì không hả? Tất nhiên, Nhã Đan không thèm nghe. Cô ta nhìn Du Bắc Quân thêm một lúc, đôi mắt đầy oán trách mệt mỏi. Có lẽ từ trước đến giờ Du Bắc Quân cũng chẳng hề tốt với cô ta, nhưng Nhã Đan vẫn nhắm mắt bỏ qua. Nhưng giọt nước nếu đổ quá tay thì sẽ tràn đi. Sự kiện này giống như là giọt nước đó vậy. Nhã Đan nghĩ đến đây liền thấy trái tim mình đau nhói. Cô ta không nghe Du Bắc Quân nói, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó liền hướng về phía đám nhà báo lên tiếng. Các bạn phóng viên thân mến, có lẽ sự xuất hiện của tôi ở đây hôm nay quả thực là không nên, nhưng có những sự thật tôi hy vọng các bạn sẽ biết và sẽ đem nó phơi bày ra ánh sáng. Giới giải trí vốn có nhiều mặt đen tối, nhưng tôi không hy vọng những kẻ xấu xa thì được hưởng tiếng thơm, còn người tốt lại phải chịu thiệt thòi. Mấy thầy phóng viên nghe Nhã Đan nói liền bất bình đáp. Cô gái, cô yên tâm đi. Chúng ta vốn là những người làm việc vì cộng đồng. Chỉ cần cô có bằng chứng, chúng tôi chắc chắn sẽ đòi được công bằng cho cô. Phóng viên vừa nói xong, trên màn hình chiếu liền nhanh chóng xuất hiện một đoạn video. Trong video, hình ảnh Du Bắc Quân và Nhã Đan ở bên nhau đang được phơi bày, thậm chí còn có cả tin nhắn bùi bẩn nữa. Tới phần cuối thì chính là đoạn nói chuyện của Du Bắc Quân ép Nhã Đan phá thai, khiến cho mọi người thực sự choáng váng. Du Bắc Quân lớn giọng quát, mau tắt đi. Cũng không biết là ai đã hack được hệ thống máy tính của đoàn phim hôm nay mà không thể ai tắt được. Nhã Đan nhìn chằm chằm Du Bắc Quân, sau đó chậm rãi rút từ trong túi xách ra giấy khám thai cùng những tài liệu liên quan đến việc ăn chơi của Du Bắc Quân khi ở nước ngoài. Cô ta bi thương nói, đúng là trước đây Du Bắc Quân cùng Yên Minh Hạ từng ở bên nhau, nhưng anh ta vì tham vọng nổi tiếng mà bỏ rơi Yên Minh Hạ. Sau khi đeo bám tôi, anh ta nhất quyết muốn tiến thân sang Hollywood. Anh ta ở đó ăn chơi trác táng, mọi thứ của anh ta đều do tôi dọn dẹp. Mỗi lời Nhã Đan nói đều như một đòn đánh mặt vào sự nghiệp của Du Bắc Quân. Cô ta tiếp tục nói, Du Bắc Quân nhiều lần cầu xin tôi giúp đỡ nhưng lại không bao giờ chịu thay đổi. Có điều tôi cũng không nỡ nuôi hủy hoại anh ta.
dù sao vô Bắc Kinh tới được ngày hôm nay cũng có phần công sức không nhỏ của tôi. Chỉ là đứa trẻ trong bụng tôi, nó không hề có tội. Giới giải trí có rất nhiều dạng người, nhưng đã dính dáng đến trẻ nhỏ hay tam quan đổ nát kiểu nào thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Chưa kể trước nay, Vũ Quân đều bày ra hình tượng người đàn ông tốt, người bạn trai tương lai thâm tình, sẵn sàng hy sinh sự nghiệp cho gia đình, cho người yêu. Thậm chí trong một lần tham gia game show liên quan đến trẻ nhỏ, anh ta còn nói mình yêu thích con nít đến thế nào. Đúng là giả dối. Cả hội trường gần như náo loạn cả lên, ngay cả Yên Minh Hạc đã từng quen biết Vũ Bắc Quân cũng không dám tin hắn, thật sự tồi tệ như vậy. Lý Trạch Lâm nhận ra vai Yên Minh Hạc đang run rẩy, liền dịu dàng bao bọc lấy tay cô. Yên Minh Hạc nhận thấy vẻ mặt Lý Trạch Lâm không có chút nào ngạc nhiên thì hơi nhíu mày. Không biết là cậu che giấu quá tốt hay đã từ lâu đã biết Vũ Bắc Quân chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì nhỉ. Có điều hình như lần nào cũng vậy, ngoài trừ đối với chuyện tình cảm thì Yên Minh Hạc chưa bao giờ thấy Lý Trạch Lâm tỏ ra kinh ngạc với những thứ gì khác. Cuộc sống có người tốt cũng sẽ có người xấu. Con người càng có địa vị thì sẽ càng dễ nảy sinh tham lam. Cuộc sống đã dạy cho anh những điều đó. Lý Trạch Lâm ở bên cạnh trầm giọng nói với cô. Yên Minh Hạ ban đầu hơi ngẩn người, sau đó cũng chậm chạp gật đầu xem như đã hiểu. Khi biết Vũ Bắc Quân ở sau lưng mình qua lại với Nhã Đan, Yên Minh Hạ cũng không cảm thấy đau đớn nữa. Có lẽ cô đã sớm biết được con người Vũ Bắc Quân tồi tệ. Những chuyện xấu hắn làm với cô cũng đã rất nhiều, nên Yên Minh Hạc không còn xúc động nữa. Điều cô cảm thấy khó chịu là tại sao trước kia bản thân mình không sớm phát hiện ra nhân cách của Vũ Bắc Quân lại tồi tệ tới như vậy. Giúp đỡ một kẻ có tam quan đổ nát như hắn, Yên Minh Hạc cảm thấy mình như bị điên. Đúng là có những sự thật khi nhìn lại chỉ muốn đánh cho bản thân ở trong quá khứ một trận. Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây thôi. Ở trên bục, đạo trưởng Diễn Trương bây giờ mới bừng tỉnh lại. Ông ta khó khăn lên tiếng, sắc mặt cũng không hề tốt một chút nào. Đạo Diễn Trương nhìn chằm chằm về phía Vũ Bắc Quân, giống như oán trách hắn ta, lại có nhiều phần là thất vọng. Mục đích của Nhã Đan và Lý Trạch Lâm cũng đã thành công, cô ta không cần thiết phải nán lại nữa. Nhân lúc hội trường còn hỗn loạn, máy ảnh liên tục lia về phía Vũ Bắc Quân để tìm kiếm sự thật, thì Nhã Đan cũng đã lặng lẽ rời đi. Lý Trạch Lâm ở bên này cũng nói nhỏ, em ở đây nhé, anh đi vệ sinh một chút, sẽ quay lại sớm thôi. Yên Minh Hạ không hề nghi ngờ gì, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở. Đi cẩn thận nhé. Lý Trạch Lâm có chút buồn cười, không hiểu sao lúc nào Yên Minh Hạ cũng coi cậu là trẻ con như vậy chứ. Nhưng Lý Trạch Lâm cũng không cãi lại, cậu chỉ vui vẻ gật đầu rồi rời đi. Lý Trạch Lâm và Nhã Đan hẹn nhau ở góc khuất cuối hành lang. Vừa thấy Nhã Đan, cậu nhanh chóng đem vé máy bay đi cho cô ta. Nhã Đan cũng rất rinh lẹ đem nó cất vào túi, sau đó cô ta mới lên tiếng. Lý Trạch Lâm, tôi không ngờ cậu lại là con ruột của Lý Thượng Minh, chủ tịch tập đoàn đá quý LS nổi tiếng. Tôi vẫn luôn thắc mắc làm sao cậu có đủ tự tin để khẳng định được bảo vệ được tôi ở Mỹ. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Lý Trạch Lâm nghe Nhã Đan nói thì hơi nhíu mày. Từ lúc nào mà cô ta đã điều tra ra được rồi chứ? Lý Trạch Lâm sắc mặt không tốt lắm, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Cậu dùng ánh mắt đề phòng nhìn về phía Nhã Đan, thấp giọng hỏi. Làm sao chị biết những chuyện này? Tôi vốn là người đại diện vàng của giới giải trí vàng. Nhã Đan cười, giọng nói cũng có chút tự hào. Đâu có thông tin gì làm khó được tôi đâu. Có điều cậu yên tâm đi, chuyện riêng của cậu tôi sẽ không xen vào, chỉ cần cậu giúp tôi an toàn là được. Hai người ở đó nói thêm chuyện một lúc thì Nhã Đan mới rời đi. Lúc Lý Trạch Lâm xoay người thì đã phát hiện Vũ Bắc Quân đứng ở đó rồi. Cũng không biết Vũ Bắc Quân nghe được bao nhiêu, nhưng sau chuyện vừa rồi hắn ta cũng chẳng đủ sức làm gì Lý Trạch Lâm cả. Vũ Bắc Quân nghiến răng nghiến lợi, Nhã Đan trước này đối với tôi vô cùng nghe lời, hôm nay đổ lạnh như vậy hóa ra là vì cậu sao? Lý Trạch Lâm, ai cho cậu cái gan đó hả? Lý Trạch Lâm đối với thái độ tức giận của Vũ Bắc Quân chỉ ung dung cười. Cậu đút hai tay vào túi quần, thong thả tiến đến đối diện với hắn ta. Lý Trạch Lâm thản nhiên lên tiếng, tôi vốn chẳng làm gì cả, tất cả không phải từ anh mà ra sao? Dù đã anh đế, sự nhẫn nhịn của con người trước giờ đều có giới hạn, anh nghĩ có người con gái nào lại cam chịu mãi được sao? Vũ Bắc Quân, thay vì ở đây trách móc người khác thì hãy tự xem xét lại bản thân mình đi. Vũ Bắc Quân siết nắm tay thành nắm đấm, chỉ hận không thể tẩn cho Lý Trạch Lâm một trận, nhưng công ty đã vừa gọi điện thoại cảnh cáo hắn rồi, nếu Vũ Bắc Quân tiếp tục gây chuyện thì khẳng định tương lai sau này sẽ còn mù mịt hơn nhiều. Vũ Bắc Quân đối với Lý Trạch Lâm đầy căm phẫn, Lý Trạch Lâm lại càng thêm vui vẻ. Cậu bước tới ghé vào tai Vũ Bắc Quân nói nhỏ, những chuyện anh từng làm với Vân Hạ, những tổn thương Vân Hạ đã trải qua, tôi sẽ lần lượt đem nó
trả lại cho anh đầy đủ. Còn anh hỏi tôi, ai cho tôi cái gan này đúng không? Chính là Yên Minh Hạ đã cho tôi động lực đó đấy. Dương Bắc Quân, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh. Nếu còn dám làm phiền Yên Minh Hạ, thì người thiệt thòi chính là anh đấy. Lý Trạch Lâm nói xong, ý cười trên môi càng thêm đậm nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Hai người chiều cao không chênh lệch là bao, nhưng xét về khí thế thì Lý Trạch Lâm lại áp đảo hoàn toàn. Cậu không để Dương Bắc Quân kịp nói thêm gì, cất bước đi vào bên trong hội trường. Vừa nhìn thấy Yên Minh Hạ, Lý Trạch Lâm nhanh chóng khôi phục bộ dạng thân sĩ ấm áp. Bảo Phong vì chuyện của Dương Bắc Quân mà không thể ra rạp đúng hẹn, nhưng Lý Trạch Lâm lại không cảm thấy buồn bã. Có thể dùng bộ phim này đánh đuổi được một kẻ địch mạnh thì anh thì cậu cảm thấy vô cùng xứng đáng. Ngược lại, Dương Bắc Quân bị khui ra toàn bộ quá khứ đen tối như cha mẹ mê cờ bạc, có liên quan tới xã hội đen, đời sống thác loạn, sự nghiệp gần như đổ bể. Đúng là đáng đời, ý nguyên đọc báo mà thấy hả lòng há dạ vô cùng. Bao nhiêu vất vả mà Im Hạ từng chịu đựng, ý nguyên cảm thấy chuyện này đến cũng đều do nghiệp quả của Dương Bắc Quân mà thôi. Cô nàng liếm thoáng nói, mặc dù em cũng chẳng ưa gì Nhã Đan, nhưng cô ta thực sự ngầu chết đi được. Nhất là lúc cô ta ở trước mặt đám đông hôn Dương Bắc Quân, chẳng khác nào một thước phim dài cả. Ôi tiếc chết đi được, sao hôm đó em lại bận việc không tới được chứ? Trái với vẻ hào hứng của ý nguyên, Yên Minh Hạ lại trầm ngâm hơn nhiều. Cô cứ có cảm giác Lý Trạch Lâm có gì đó bí mật, nhưng Yên Minh Hạ lại chẳng phát hiện ra được gì cả. Cô thở dài một tiếng, rồi sau đó tiếp tục chăm chú làm việc. Bảo Phong cuối cùng cũng ra rạp. Cũng may đây là bộ phim song nam chủ, nên sau khi cắt ghép những cảnh quay có Dương Bắc Quân đi thì cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều. Hứa Phàm trở thành nam chính, địa vị của Lý Trạch Lâm trong phim cũng được nâng cao hơn một chút, giúp cậu thu lại được một số lượng lớn người hâm mộ. Có điều Lý Trạch Lâm lại không thoải mái cho lắm. Anh không phát hiện ra mình có nhiều bạn gái như vậy, họ mỗi ngày đều gọi anh là chồng, là người yêu, anh vốn chỉ là của một mình Vân Hạ thôi mà. Lý Trạch Lâm gối đầu lên chân Yên Minh Hạ, ủy khuất lên tiếng. Yên Minh Hạ nhìn cậu chẳng khác gì một chú bé lớn xác thì có chút buồn cười. Diễn viên trẻ bây giờ chỉ mong được người hâm mộ yêu quý như vậy. Dù sao nghề này nói kiếm sống bằng nhan sắc cũng chẳng hề sai, nhưng Lý Trạch Lâm khó chịu như vậy thì Yên Minh Hạ lần đầu mới thấy. Cô xoa nhẹ tóc cậu dỗ dành, người muốn được như anh bây giờ có nhiều lắm đấy, anh đừng ngang ngược nữa. Phải rồi, công ty để giúp anh đăng ký đề cử giải diễn viên trẻ triển vọng trong Kim Tượng rồi đó, anh chuẩn bị một chút đi nha. Lý Trạch Lâm nghe cô nói vậy thì hơi ngẩn người, sau đó liền chậm chạp hỏi lại, Vân Hạ, anh có cần dùng thân thể để đổi chác gì không? Lý Trạch Lâm nói đùa bằng giọng nói vô cùng nghiêm túc, khiến cho Yên Minh Hạ đang uống nước suýt chút nữa đã bị sặc. Anh nói linh tinh gì cái gì vậy ha? Yên Minh Hạ nhanh nhó. Lý Trạch Lâm dùng vẻ mặt gian manh quan sát cô, sau đó lại bày ra trạng thái đáng thương mà nói, chẳng phải trước giờ có rất nhiều trường hợp diễn viên dùng thân thể của mình để đổi lấy giải thưởng sao? Vân Hạ giúp anh nhiệt tình như vậy, thật sự không cần báo đáp sao? Yên Minh Hạ bị Lý Trạch Lâm làm cho đỏ bừng cả mặt. Trái ngược, Lý Trạch Lâm lại vô cùng đắc ý, bật cười ha hả. Mối quan hệ của bọn họ cứ như vậy, ngày một phát triển, ngày một tốt đẹp hơn. Tuy tương lai còn rất dài, khó khăn có thể vẫn còn đang chờ đón, nhưng cả Lý Trạch Lâm và Yên Minh Hạ đều trân trọng thực tại này. Đêm trao giải Kim Tượng cuối cùng cũng diễn ra. Đây là lần đầu tiên Lý Trạch Lâm chính thức xuất hiện trước giới truyền thông trong một kỷ niệm lớn. Tâm tình đương nhiên có chút hồi hộp. Yên Minh Hạ đích thân giúp cậu chọn một bộ vest đen phối cùng cà vạt tối giản, sau đó mới tìm kiếm cho một chiếc váy đồng màu với trang phục của Lý Trạch Lâm. Yên Minh Hạ trước đây cũng đã tham dự đủ các thể loại lễ trao giải lớn nhỏ, nhưng dù sao lần này cũng không giống những lần trước. Hôm nay cô thân là kim chủ dẫn bạn trai nhỏ của mình đi nhận giải, tất nhiên phải làm gì đó để Lý Trạch Lâm thực sự nổi bật mới được. Tuy bộ vest đen này không có nhiều đột phá, nhưng cốt yếu nằm ở chỗ người chế tạo ra nó là một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng. Anh, mau đi, vào mặc thử đi. Yên Minh Hạ nhìn Lý Trạch Lâm vẫn còn đứng đờ ra đó thì vội vàng nhắc nhở. Lý Trạch Lâm trước đây đã nhiều lần tưởng tượng sau này sẽ có Yên Minh Hạ ở bên cạnh, dịu dàng chăm sóc cho mình như vậy. Hiện tại đã thành sự thật rồi, Lý Trạch Lâm đương nhiên muốn hưởng thụ lâu hơn một chút. Cậu cầm lấy bộ đồ trên tay Yên Minh Hạ, ngoan ngoãn đi vào trong thay thử. Dáng người của Lý Trạch Lâm rất đẹp, mặc vest lên lại càng thêm nổi bật. Yên Minh Hạ có chút choáng váng, thật muốn giấu cậu đi làm vật sở hữu riêng của mình.
Có điều bạn trai nhỏ hoàn hảo như vậy, cô cũng lại có chút kiêu ngạo, muốn khoe hạnh phúc với toàn thế giới. Yên Hà cảm thấy tâm tình mình đúng là quá mức phức tạp rồi. Lý Trạch Lâm thấy Yên Hà cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, liền ngại ngùng lên tiếng. Vân Hà, có phải ăn mặc thế này rất kỳ không? Yên Hà vội vàng lắc đầu, sau đó giơ ngón tay cái lên phía cậu. Không kỳ chút nào, thật sự rất đẹp mắt đó. Sao trước đây em không phát hiện ra bạn trai nhỏ nhà mình cũng có một mặt thành thục, thâm trầm như vậy chứ? Ba chữ bạn trai nhỏ của Yên Hà khiến Lý Trạch Lâm không khỏi bật cười thành tiếng. Cậu bước đến gần Yên Hà để cô giúp thắt cà vạt cho mình, sau đó mới hỏi lại. Vậy em có cảm thấy tự hào không? Nếu em thích thì sau này anh sẽ thường xuyên mặc như vậy. Yên Hà cẩn thận giúp Lý Trạch Lâm chỉnh trang y phục. Mặc dù chiều cao của cô cũng được 1m66, nhưng khi đứng gần cùng cậu thì cũng chỉ mới cao tới ngực Lý Trạch Lâm. Hai người đặt bên cạnh nhau, nam thanh nữ tú, một bức tranh hoàn mỹ như vậy, chiều cao chênh lệch thực khiến cho người khác hâm mộ. Giúp Lý Trạch Lâm thắt cà vạt xong, Yên Hà mới chậm rãi lên tiếng. Đúng là rất tự hào, nhưng em nghĩ anh nên đa dạng phong cách một chút, như vậy em sẽ mãn nhãn nhiều hơn. Lý Trạch Lâm không phản đối, điểm nhẹ trên mũi cô một cái, cưng chiều đáp lại. Được, theo ý em cả. Yên Văn Hà ngắm nhìn cậu thêm một lúc, sau đó mới đi thay trang phục của mình. Lúc này thợ trang điểm cũng tới, nên Lý Trạch Lâm bắt đầu làm tóc trước. Ý Nguyên bước vào trong, nhìn thấy Lý Trạch Lâm và Yên Văn Hà chẳng khác nào nhà vua và nữ hoàng, phục sức sang trọng lại toát lên khí chất vương giả thì không khỏi ngưỡng mộ. Chuẩn bị xong xuôi, Ý Nguyên liền lái xe đưa Lý Trạch Lâm và Yên Hà tới hội trường của lễ trao giải. Trước khi xuống xe, Lý Trạch Lâm không khỏi căng thẳng mà tay vã đầy mồ hôi. Yên Hà nhìn cậu vừa đáng thương lại vừa buồn cười như vậy, đành lên tiếng an ủi. Không sao đâu, có em ở bên cạnh rồi, em sẽ che chắn cho anh. Bạn trai nhỏ Lý Trạch Lâm cũng yếu ớt gật đầu, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu bước xuống xe trước, thân sĩ đưa tay ra đón lấy Yên Văn Hà ở đằng sau. Yên Văn Hà mỉm cười, cẩn thận bám vào tay Lý Trạch Lâm, cùng cậu sóng bước trên thảm đỏ, tạo thành một viễn cảnh tuyệt đẹp. Đám nhà báo phóng viên cứ như vậy mà nháy đèn lia liệt. Sau khi ký tên lên tấm nền, MC liền bước tới đặt câu hỏi cho Yên Văn Hà và Lý Trạch Lâm. Cũng đã lâu lắm rồi Yên Văn Hà mới xuất hiện trong một lễ trao giải lớn như vậy. Lại nói lần này cô tới là để dẫn dắt người mới trong nhà. Đương nhiên mọi người đều tò mò Lý Trạch Lâm có gì mà Yên Hà lại tích cực lăng xê như vậy. Thật ngại quá, hiện tại tôi cũng không biết nên gọi cô là Ảnh Hậu Tiên Hạ hay là Yên Tổng nữa. Cô biết không, trước đây cả nhà tôi đều là người hâm mộ của cô đấy. MC tươi cười khoa trương lên tiếng. Yên Hà đã gặp qua rất nhiều trường hợp éo le rồi nên kinh nghiệm phỏng vấn vô cùng phong phú. Cô vẫn giữ nguyên nét cười dịu dàng, điềm tĩnh trả lời. Cảm ơn sự yêu thích của gia đình bạn dành cho tôi. Bạn cứ gọi tôi là Vân Hạ được rồi, không cần khách sáo đâu. MC ngay vậy cũng thoải mái đáp. Vậy được rồi, nhưng Vân Hạ này, lâu lắm rồi bạn mới trở lại với thảm đỏ. Chúng tôi thực sự vô cùng tò mò Trạch Lâm đã thuyết phục bạn tham dự như thế nào đấy. Đúng là cũng lâu lắm rồi nhỉ. Yên Vân Hạ ra vẻ suy tư trả lời. Nhưng mà lần này tôi tự nguyện tham gia. Lý Trạch Lâm là một diễn viên trẻ có tiềm năng. Tôi chỉ muốn ủng hộ nền điện ảnh truyền hình nước nhà mà thôi. Không thể để nhân tài bị lãng phí được. Lý Trạch Lâm nãy giờ cũng tiếp nhận phỏng vấn, nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt sang nhìn Yên Văn Hạ. Nghe thấy những lời khen ngợi từ cô thì không khỏi nhếch khóe môi, cười hạnh phúc. Hai người giao lưu với MC một lượt, sau đó mới khoác tay nhau bước vào trong hội trường chính. Bà họ không hề phát hiện nãy giờ ánh mắt của Lan Nhược luôn dõi theo, chỉ hận không thể chen chân vào. Nhà tổ chức cũng thật khéo sắp xếp, vừa vặn xếp chỗ ngồi Yên Văn Hạ lại ở giữa Lan Nhược và Lý Trạch Lâm. Cô nhìn cái tên này thì có chút nhíu mày, xong cũng rất nhanh bình ổn lại tâm trạng. Lý Trạch Lâm ở bên cạnh lên tiếng, anh đi vệ sinh một chút nhé. Yên Văn Hạ biết cậu đang căng thẳng nên cũng gật đầu để Lý Trạch Lâm ra ngoài hít thở không khí một chút. Ngay khi Lý Trạch Lâm vừa rời khỏi thì Lan Nhược cũng bước vào. Yên Văn Hạ vốn không muốn để ý tới cô ta, chăm chú cho điện thoại của mình thì Lan Nhược lại khơi mào. Tôi và Lý Trạch Lâm học chung lớp đại học với nhau, nếu không có tôi thì cậu ấy đã sớm phải thôi học rồi. Vị trí của tôi trong lòng cậu ấy vô cùng đặc biệt. Giọng nói của Lan Nhược có chút kiêu ngạo, nhưng Yên Hà chỉ cảm thấy cô ta đang giống như một đứa trẻ muốn khoe khoang mình mới là chủ sở hữu của món đồ chơi đẹp kia. Có điều Lý Trạch Lâm thì không phải là đồ chơi. Yên Hà không thèm để ý tới lời Lan Nhược nói, tiếp tục đọc tin tức trên mạng. Lan Nhược bị hành động này của Yên Văn Hạ chọc cho điên tiết, nhưng lại không thể làm được gì. Cô ta đành tiếp tục công kích. Hơn nữa tôi có sức trẻ,
lại quen biết Lý Thạch Lâm từ lâu, so với chị có hiểu và phù hợp với Lý Thạch Lâm hơn rất nhiều. Chị tốt nhất nên biết đường mà rút lui đi. Yên Văn Hà cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Cô đưa bắt lên nhìn Lan Nhược một chút, sau đó nhún vai một cái, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lan Nhược cảm thấy Yên Văn Hà đang coi thường mình thì càng nóng nảy thêm. Cô ta nhìn không được mà gắt gỏng. Chị dựa vào cái gì mà làm ra bộ dáng cao ngạo này với tôi hả? Yên Văn Hà cảm thấy giới trẻ bây giờ tính tình thật quá kém, mới trêu chọc một chút mà đã tức giận như vậy rồi. Có điều cô và Lý Trạch Lâm ở nhà đã trêu đùa, trêu chọc nhau tới nghiện nên Yên Văn Hà vẫn không ngại thể hiện trước Lan Nhược một chút. Chậm rãi cất điện thoại vào trong túi sách, Yên Văn Hà chỉnh lại mái tóc dài bồng bềnh của mình, sau đó sắc lạnh nhìn Lan Nhược. Nhàn nhạt cất lời, cô vừa hỏi tôi dựa vào cái gì đúng không? Dựa vào việc người Lý Trạch Lâm thích là tôi. Lan Nhược bị lời nói Yên Văn Hà làm cho cứng miệng, sắc mặt đã xấu lại càng thêm tệ. Yên Văn Hà cũng không phải người hào phóng, cô nhỏ nhen bổ thêm mấy đau vào trong trái tim Lan Nhược. Ân nhân thì sao chứ? Quen biết từ lâu thì sao chứ? Vị trí đặc biệt thì sao? Lý Trạch Lâm cũng đâu phải vì những cái đó mà thích cô, đúng không? Tôi đã nói rồi đấy, mấu chốt nằm ở chỗ Lý Trạch Lâm thích tôi. Nên là câu rút đi đi phải dành cho cô mới đúng. Yên Văn Hà lời nói sắc bén, mỗi câu chữ đều chọc đúng vào vị trí ngứa ngáy của Lan Nhược, khiến cho cô nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Yên Văn Hà. Đương nhiên, Yên Văn Hà cũng vô cùng há dạ, có điều Lý Trạch Lâm ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, cô không hài lòng một chút nào.